Bạn đến thì thông thường là bạn hay tỏ ra tinh vi, là tao tốt nghiệp trường này, tao tốt nghiệp trường kia, tao học ở Tây về, ở Úc về, ở Mỹ về, tao có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng thực ra họ không quan tâm đến việc đó, mà họ quan tâm là bạn về đấy, cái chất mà bạn sống với mọi người thế nào, bạn có vui vẻ với mọi người không, bạn có đi ăn với mọi người không, bạn có uống cà phê với mọi người không, uống cà phê xong có đứng dậy trả tiền không. Rồi đặc biệt là bạn biết cái gì bạn chia sẻ với người ta để cho người ta tăng chất lượng cuộc sống của người ta lên, ví dụ tăng doanh thu lên. Nếu bạn về mà bạn lại cố gắng chia sẻ một số phương pháp để giúp người ta tăng doanh thu hơn thì rất là tốt, nhưng nếu không biết mà vẫn chia sẻ thì người ta lại càng ghét. VietTN cứ đặt câu hỏi là: thầy ơi, cho em hỏi, sinh viên mới ra trường đi làm trong doanh nghiệp thì làm thế nào để hòa nhập với mọi người ạ? Em cảm ơn thầy ạ, và chúc thầy và mọi người buổi tối an lạc. Đấy, thực ra để hòa nhập với mọi người á thì là một câu chuyện nó vô cùng khó đối với sinh viên mới ra trường. Tại sao vậy? Việc đầu tiên khi bạn bắt đầu đi làm, cái này ứng dụng cho mọi sinh viên nhé, thậm chí cho người đi làm rồi, thì việc đầu tiên là chúng ta phải xác định là đối tượng chúng ta cần phải hòa nhập. Đối tượng mà chúng ta cần phải hòa nhập là đối tượng nào? Vậy thì một là cấp trên của mình, cấp trên trực tiếp của mình. Hai là đồng nghiệp ngang hàng với mình, họ hợp tác với mình. Ba là nếu mình là cấp trên thì cấp dưới của mình. Ba cái đó. Đấy. Còn nếu mà mình lại có khách hàng nữa, họ làm việc, mình phải làm việc với khách hàng nữa, thì đối tượng đấy là khách hàng của mình, vì khách hàng mang lại doanh thu. Đồng nghiệp họ hỗ trợ mình, đúng không? Cấp dưới của mình thì họ là nguồn lực của mình. Cấp trên của mình họ là thiên của mình, họ ra các chỉ thị cho mình thực hiện. Vậy thì rõ ràng là việc đầu tiên bạn phải xác định là đối tượng nào bạn muốn hòa nhập đã. Chứ không cẩn thận là trong cơ quan là có 1.000 người bạn muốn hòa nhập, mà cả 1.000 thì bạn đấy hơi sức đâu mà bạn hòa nhập. Đấy, thì xác định đầu tiên bạn phải, bước 1 bạn phải xác định cho tôi đối tượng hòa nhập. Cái câu chuyện thứ hai là bạn phải xác định là từng đối tượng một họ muốn cái gì. Thì các cụ dạy rồi, an toàn là bạn, tai nạn là thù, đúng không? Ai họ cũng muốn là an toàn đầu tiên. Thế thì việc đầu tiên là nếu mà mình là cấp dưới của ông sếp trên mà mình đến cơ quan mà mình tỏ ra mình giỏi hơn cái thằng sếp trên, như vậy thằng sếp trên nó mất an toàn. Vậy thì mình sẽ cố vấn cho nó thế nào để mà nó dùng được cái của mình, nhưng nó thấy mình là thằng vẫn ngu hơn nó, thì đó mới là người khôn. Còn khi mình tư vấn cho thằng sếp trên một cái gì đấy mà mình tỏ ra mà sao anh ngu vậy, sao anh không làm thế này, thì rõ ràng là mình đe dọa họ. Mà không ai thích là vào một cơ quan mà bị thằng khác đe dọa, trừ đấy là ông chủ. Chỉ có ông chủ với hào hứng tìm một cái người rất giỏi về làm cùng với mình. Thế còn phần lớn là đồng nghiệp thì nói thật là tất nhiên là nói theo về mặt lý tưởng thì tìm một người mà đồng đội với mình mà giỏi thì về mặt lý tưởng thì nó quá tốt rồi, về mặt lý trí. Nhưng mà về mặt cảm xúc thì nói vậy thôi, họ vẫn bị mối đe dọa. Đấy. Thế ngày cái này, việc ngày xưa tôi cũng có thời gian tôi đi làm thuê, sau phá sản tôi làm thuê á, thì tôi không biết cái điều này. Từ ngày tôi học đạo Phật tôi biết đấy. Thì tôi không hiểu cái điều này. Cho nên mình cứ nghĩ là mình, nhiều khi mình cứ ngồi mình đặt câu hỏi là tại sao mình giỏi thế mà họ dùng mình và họ rất là lo lắng. Tức là vô tình là mình rất là giỏi nhưng mình lại đem lại cho họ cái nỗi mối đe dọa. Thì việc đầu tiên là cái ông sếp trên mình ông cần phải an toàn. Cho nên là mình giỏi gì thì giỏi, mình chỉ làm tham mưu thôi, chứ không thể nào làm lãnh đạo được, chỉ đạo ông ấy được, xong rồi để nhận xét ông ấy được. Mà chỉ tham mưu là em nghĩ là em còn có cách này muốn chia sẻ với sếp, mà nói kín thôi, chứ không phải là oang oang nói trước đám đông để ra cái chuyện là tao bày cho nó đấy, thấy không? Đấy. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là em đến đến nơi để em giúp cái ông cấp trên của mình, ông ấy đạt được cái mục tiêu mà cấp trên nữa họ giao cho. Cho nên mục tiêu của mình là giúp ông sếp đạt được mục tiêu. Tất nhiên mục tiêu đấy là phải mục tiêu chân chánh. Còn mục tiêu đấy mà không chân chánh thì có thể bạn đã chọn sai môi trường. Và bạn phải chấp nhận một thời gian. Thì nếu cái người trên họ không chân chánh thì người trên nữa họ sẽ nhìn thấy, họ sẽ thay thế sau. Thì bạn cần phải kiên trì, bạn ở lại, bạn cống hiến. Thế thì mình cứ tham mưu những thứ chân chánh thôi.
Đấy. Rồi câu chuyện thứ hai, với đồng nghiệp cũng vậy. Với đồng nghiệp thì họ, bạn đến thì thông thường là bạn hay tỏ ra tinh vi, là tao tốt nghiệp trường này, tao tốt nghiệp trường kia, tao học ở Tây về, ở Úc về, ở Mỹ về, tao có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng thực ra họ không quan tâm đến việc đó, mà họ quan tâm là bạn về đấy thì cái chất mà bạn sống với mọi người thế nào, bạn có vui vẻ với mọi người không, bạn có đi ăn với mọi người không, bạn có uống cà phê với mọi người không, uống cà phê xong có đứng dậy trả tiền không, rồi đặc biệt là bạn biết cái gì bạn chia sẻ với người ta để cho người ta tăng chất lượng cuộc sống của người ta lên, ví dụ tăng doanh thu lên. Nếu bạn về mà bạn lại cố gắng chia sẻ một số phương pháp để giúp người ta tăng doanh thu hơn thì rất là tốt, nhưng nếu không biết mà vẫn chia sẻ thì người ta lại càng ghét. Vậy thì cái cách tốt nhất là bạn về bạn gặp những người mà ngang hàng với mình thì bạn cố gắng, bước một khi họ chưa biết họ là ai thì việc đầu tiên mình phải tìm hiểu xem là họ có trình độ, họ ở đâu, và mình học hỏi họ hay là mình sẽ giúp đỡ gì được họ. Vậy thì bước một là hãy gì, khiêm tốn, lắng nghe và ẩn mình, chứ không phải choi ra nguy hiểm. Còn đối với cấp dưới của mình thì khi mà được giao thì việc đầu tiên là mình phải ra lại để xem cái công việc của họ, mục tiêu tháng, mục tiêu tuần, mục tiêu ngày của họ một cách rõ ràng, và thống nhất lại cái mục tiêu với họ, đồng thời là xem lại các cái vướng mắc mà họ cần liên quan đến quyền lợi, và quyền lợi của họ có bị họ có cảm thấy là không happy chỗ nào không, để mình đồng lòng cùng với họ để giải quyết những cái thứ mà đang vướng mắc để giúp họ happy hơn. Như vậy là khi bắt đầu mà bạn vào một cơ quan mới thì tóm lại là có mấy bước bạn phải làm. Một, xác định cho tôi đâu là cấp trên trực tiếp, đâu là cấp ngang hàng đồng đội, đâu là cấp nguồn lực, tức là cấp dưới mình, để mình xác định được đối tượng mà mình cần hòa nhập. Việc thứ hai, phải xác định nỗi sợ hãi và nhu cầu, nỗi sợ hãi và nhu cầu của từng cái cấp mà mình tương tác. Ví dụ với cấp trên, nỗi sợ hãi lớn nhất là có một thằng nó giỏi, xong về mà nó tỏ ra là cái gì nó cũng biết hơn mình thì rõ ràng nó đe dọa mình. Thứ hai là phải biết nhu cầu của họ, nỗi sợ hãi của họ, và biết nhu cầu của họ là gì. Mình về đây để mình cùng với họ đạt được cái mục tiêu mà họ đặt ra, chứ còn mình về đây là để gì, đe dọa cái vị trí mà họ đang làm, kể cả cơ quan nhà nước. Việc thứ hai là xác định đâu là đồng đội của mình. Vậy thì giai đoạn một là khiêm tốn và ẩn mình một chút. Ai chém cái gì thì kệ họ, ai tinh vi cái gì thì kệ họ, nhưng mình đừng có tinh vi. Mình được quyền im lặng và quan sát để biết rằng ai mạnh cái gì thì mình học, ai yếu cái gì mình có thể, mình nếu mình mạnh hơn mình có thể chia sẻ giúp họ thì mình chia sẻ. Như vậy từng bước chúng ta đi, chứ không phải là hòa nhập có nghĩa là tôi vào tôi cười già lả với các bạn. Hòa nhập có nghĩa là tôi đi tôi ăn nhậu tưng bừng say xỉn với bạn. Hòa nhập có nghĩa là bạn chém tôi cũng chém, không phải. Đấy là cách hòa nhập. Và hòa nhập như vậy nó mới bền vững, nhất là những người có kinh nghiệm. Tôi tin những người có kinh nghiệm đang ngồi nghe ở đây chắc chắn sẽ học được rất nhiều bài học. Đã có rất nhiều bài học muốn chia sẻ với các bạn về cái chuyện hòa nhập như thế này. Và cuối cùng là đối với anh em ở cấp dưới, nguồn lực của mình thì mình làm rõ cái mục tiêu cho họ. Và họ sợ hãi cái gì? Họ sợ hãi lớn nhất là thu nhập của họ không đạt được. Cho nên mình giúp họ để họ có cái thu nhập tốt. Vì bên dưới mình là nếu mình còn anh em thì một loạt các gia đình họ đang sống vì những người anh em của mình. Ok. Và như vậy là xác định đối tượng để hòa nhập. Thứ hai là xác định nỗi sợ hãi và nhu cầu của họ, để mình từ đó xuất hiện các cái pháp, để mình đưa ra các cái pháp để hòa nhập, để đảm bảo mang lại an toàn và mang lại giá trị cho tổ chức, chứ không phải là đến đó để làm loạn tổ chức lên. Rồi cảm ơn Viettien. Rồi chúc bạn không phải là hòa nhập trong doanh nghiệp nữa, mà chúng ta ngồi bất cứ ở đâu, sống ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều có thể áp dụng cái pháp này để hòa nhập được. Kể cả trong một bữa rượu thì chúng ta cũng hòa nhập được trong một bữa rượu. Rồi cảm ơn Viettien. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.